Hai Long là cầu thủ chưa tiêm mũi vaccine nào, trong khi đó, các đàn anh của Hai Long đều đã được tiêm hai mũi vaccine trước khi sang UAE thi đấu. Cũng vì thế mà Hai Long không được đặt cách hết thời gian cách ly ở thành phố Hồ Chí Minh sớm như các đàn anh ở đội tuyển Việt Nam. Cụ thể, anh sẽ phải nán lại khách sạn thêm 7 ngày trước khi trở về Quảng Ninh và chủ động cách ly thêm 7 ngày nữa. Cũng như trường hợp của Hai Long, trợ lý Linh Tuấn do mới chỉ tiêm một mũi vaccine nên cũng phải cách ly tại khách sạn đến ngày thứ 14. Với các thành viên khác của đội tuyển Việt Nam, sau khi rời khách sạn cách ly vào hôm nay, họ sẽ trở về nơi cư trú. Các thành viên tuyển Việt Nam phải chủ động tự cách ly thêm 7 ngày. Họ phải thông báo cho cơ quan y tế địa phương lưu trú biết khi trở về, tiến hành làm thêm xét nghiệm COVID-19 vào ngày thứ 7. Nếu âm tính thì mới được ra khỏi nhà. Từng người phải tiếp tục theo dõi sức khỏe đến ngày thứ 28 kể từ khi nhập cảnh.